Nhắc nhở thân thiện, những câu chuyện Nhật Bản kỳ lạ khiến bạn ngứa ngáy ra đầu, lại tới rồi đây. Có cư dân mạng nói, bộ phim này cô ấy đã tìm gần 20 năm rồi, chỉ vì muốn nhớ lại nỗi ám ảnh tuổi thơ. Kết quả sau khi tìm thấy lại xem lại một lần, ây được rồi, lần này lại trở thành nỗi ám ảnh tuổi trưởng thành của cô ấy rồi, mà nó chính là câu chuyện kỳ lạ hàng đầu Nhật Bản, Hizuko the Goblin. Tương truyền, Hizuko là đứa con dị dạng của vị nam thần và nữ thần tạo ra trời đất, bởi vì không được yêu thích, bị vứt vào hồ. Sau đó Hizuko ký sinh lên nhện, nào ngờ đã bắt đầu thích giết người, không ngừng thay đổi ra đầu người. Vì thế nó bị mọi người coi là Hizuko. Khủng bố hơn là Hizuko sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở, lâu dần nó sẽ tràn lan trở thành thảm họa. Nhân loại thật khốn khổ, cho tới khi một thiếu niên dũng cảm xuất hiện. Anh ấy đội vương miệng thì niệm chú, khiến cho vô số Hizuko trấn áp vào một cái hang động. Cho tới 50 năm sau, một ngôi trường được xây trên hang động. Không biết rằng thảm họa Hizuko một lần nữa ập xuống Nhật Bản. Ban đầu là một giáo viên khảo cổ học và một học sinh nữ phát hiện ra nơi này và cùng nhau tiến vào hang động. Hai người tưởng rằng nơi này chắc chắn có một ngôi mộ lớn, nếu có thể đào được thì quá tốt rồi. Quả nhiên hai người tiến vào chưa được bao lâu, học sinh nữ đã thấy một thứ trông như quái vật, đôi mắt to như chuông, bèn không ngừng nhắc thầy giáo, thầy, nó. Cuối cùng, hai người hú hét, bị một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo đi, không cần nghĩ cũng biết đã bị Hizuko giết. Người thì không cần giết vội, vấn đề là hang động đã được mở ra, những ngày tháng tốt đẹp của người Nhật Bản sắp sửa kết thúc rồi. Vài ngày sau, con trai của giáo viên khảo cổ Masao phát hiện bố mình vẫn chưa về nhà, vì thế đã nhớ tới bố mình thường nghiên cứu những con quái vật kỳ lạ. Cậu sợ bố mình bị quái vật bắt đi, thế là gọi theo hai người bạn tốt tới trường tìm ông. Lần này quả thực là tự dâng mạng tới miệng Hizuko rồi, tìm kiếm cái chết hơn là ba người Masao còn chia nhau ra hành động. Mà không biết là đợi một lát quả thực đã có người phân đầu hành động. Quả nhiên không qua bao lâu, khi đã tìm một lượt, Masao không tìm thấy bố đã chuẩn bị rời đi, đột nhiên đằng sau phát hiện một bóng dáng kỳ lạ, nhanh chóng phi sang chỗ anh. Đầu người ta tới đây, kết quả là Hizuko này còn chưa chạm vào Masao, Masao đã mở to miệng, bị một chiếc xe bên cạnh đẩy đi cách đó 2 mét. Masao sợ chết khiếp, khi nhìn kỹ hơn, à, là chú hả? Chú của Masao giải thích, bố con là anh của chú, anh ấy mất tích sao chú có thể không tới chứ? Hơn nữa, thủ đoạn chú dùng với quái vật rất nhiều đó, cháu hãy bảo nó đứng vào, nằm vào đó. Chú Masao vừa chém gió, vừa trêu đùa máy dò quái vật của mình, kết quả anh ngồi xổm xuống, chỉ về phía sau Masao, ây, có người. Masao cho rằng chú đang chơi khăm mình, một cây gậy lướt về phía sau người cậu. Tác động đột ngột vào thị giác, may là không khiến cho hai bọn họ sợ chết khiếp. Chú Masao xách túi lớn túi nhỏ, Masao à, chúng ta nhanh chóng chạy khỏi đây đi, chú của cháu không làm được đâu. Masao cũng muốn đi, nhưng mà hai người bạn đang tìm tới cái chết của cậu vẫn còn trong trường, không được. Masao nghĩ không thể bỏ lại họ được, không phải chỉ là quái vật sao, đánh nhau với nó có lẽ đã bị sự mãnh liệt của Masao làm cho lay động, nên chú Masao cũng tới góp sức. Thế là đã cải tiến một số thiết bị, hai người không quay đầu lại, lao nhanh về phía tòa dạy học. Trên đường đi, hai người chỉ biết khoe sự dũng cảm, sợ tới mức chát toát mồ hôi. Đi chưa được bao lâu, chú nhìn thấy trên cửa toàn là máu, anh cắn răng chịu đựng bước vào, quả nhiên nhìn thấy một thi thể không đầu. Anh nhìn kỹ hơn, tên ở quần áo trên thi thể là một người bạn của Masao. Chú sợ tới mức hét to, bảo Masao nhanh chóng chạy khỏi đây. Nào ngờ Masao lúc này nhìn thấy mặt bạn lộ ra ở cửa sổ, nào ngờ cậu đã ma xui quỷ khiến mà bước vào. Kết quả vừa đứng gần vào, trời ơi, nào ngờ chỉ có đầu. Masao sợ hãi hét lớn, bịt mắt lại và sững sờ. May thay, đã bị tiếng hét thảm khốc của chú gọi tỉnh. Hai người lập tức đi theo vết máy tìm người bạn còn lại. Nào ngờ, người bạn còn lại lúc này đã gặp quái vật, nó còn kích thích hơn giết người. Cái trở thành tinh rồi, nào ngờ đã quay trở lại trong không trung. Điều này thật bất thường. Đứa bé chuẩn bị đái dầm ở bên cạnh, cầm dao và bĩu môi. Tôi không sợ. Cậu ấy dũng cảm tiến gần tới cái chảo, không phải chỉ là quái vật thôi sao? Xem tao đâm chết mày thế nào. Ấy sao không có gì? Cậu ấy lại nhìn sang nồi bên cạnh, nhe răng cười toe toét, run rẩy chuẩn bị bỏ qua. Kết quả tay vừa ghi vào, ồ, hóa ra quái vật ở bên này sao? Tuy nhiên đợi cậu ấy mở nắp nồi ra nhìn, trời ơi, đầu của một mỹ nữ. Chỉ thấy cậu ấy hét một tiếng, vứt nồi sang một bên. Rất nhanh, trong phòng đã khôi phục sự an tĩnh. Cậu ấy tưởng rằng quái vật chạy đi rồi, chuẩn bị thận trọng bước tới kiểm tra xem. Kết quả lúc này, trong bóng tối truyền tới tiếng hát của một phụ nữ. Chỉ thấy cậu ấy bị tiếng hát thu hút qua. Trong bóng tối, đầu của phụ nữ từ từ hiện ra, vừa hát, vừa cười một cách quỷ dị với cậu ấy. Giây tiếp theo, tay cầm dao của cậu ấy, nào ngờ không khống chế được mà dí vào cổ mình. Chỉ trong chốc lát, cậu ấy đã tự cắt cổ chết. Mà cảnh này, vừa khéo bị Masao mà chú kịp tới nhìn thấy. Hai người khi đó sợ tới mức hoảng loạn, đánh loạn vào không khí. Sau khi trải qua những việc trước đó, Masao hoàn toàn bị sợ chết khiếp, mở lớn miệng, đối diện với quái vật như một cái chuông vậy. À quái vật, con quái vật kia mày giết bạn tao, giỏi thì tan học đừng rời khỏi đây. Không ngờ là, Hizuko không muốn nghe nhất là lời đe dọa, tan học không đi thì không đi.
chỉ sợ là ma sao cậu không chịu được tới khi tan học thôi. Cuối cùng, sau khi xem toàn bộ màn trình diễn đáng sợ của Hiruko, biểu cảm của ma sao và chú ma sao lúc này đã không thể dùng từ khó nhìn để miêu tả nữa rồi. Đó thật là hung dữ, không thể nào hung dữ hơn. Nhưng may thay, sau khi trải qua màn biểu diễn này, Hiruko cũng mệt tới mức lui về. Hai người ma sao được nghỉ ngơi, lập tức đi tới phòng làm việc của bố ma sao tìm tài liệu. Quả nhiên tìm tới sách liên quan tới Hiruko, chú cũng được xem là chuyên gia nửa vời. Rất nhanh anh đã nhìn ra, hang động nơi Hiruko bị phong ấn đã bị mở ra. Nếu muốn phong ấn Hiruko lần nữa, không chỉ phải có được câu thần chú, mà còn phải tìm được hang động. Chú lật trang ở đằng sau ra, nào ngờ đã tìm thấy câu thần chú Tagahigashi. Ây ra không cần phí chút sức lực nào, có được câu thần chú thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Hai người chỉ cần tìm thấy hang động, một lần nữa phong ấn Hiruko lại là được. Nhưng hai người lúc này không biết rằng Hiruko bị phong ấn nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì mới được tự do. Làm sao có thể ngoan ngoãn ngồi đợi bị phong ấn chứ? Xem ra ma sao và chú sẽ không gặp may rồi. Đang dã ngoại, có cô gái đang bơi một mình. Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Kết quả, ây, đôi chân của tôi bị sao vậy? Nào ngờ, cái này thực sự giống con nhện có đôi chân thon thả. Rất nhanh, cô gái từ từ leo lên bờ, đi hướng vào sâu trong rừng. Nhìn vào tốc độ bò này, có vẻ như có mục đích gì đó. Quả nhiên mỹ nữ bò đi, thì đi tới một ngôi trường bị bỏ hoang. Chỉ thấy cô nhìn tập trung, ây ra có hai người đàn ông. Đây sẽ là gia đầu mới. Nhìn vào hai người đàn ông đối diện, bị đôi chân dài của mỹ nữ dọa sợ la hét lên, nhảy lên xe đạp bắt đầu chạy đi. Kết quả chiếc xe này đạp tới mức bốc khói, cũng không thể cắt đuôi nó. Ma sao và chú vừa nhìn, thế này không ổn, hãy chia nhau ra chạy đi. Quả nhiên, ma sao chạy đi, rất nhanh đã nhìn thấy một mỹ nữ chơi đàn piano trong lớp học. Nào ngờ, cậu lại nhìn chìm đắm trong một lát. Đợi khi ma sao phản ứng lại, mỹ nữ đã mất tích rồi. Ma sao cảm thấy có gì đó không ổn liền nhanh chóng bỏ chạy. Kết quả khi đóng cửa, đã kẹp đầu của quái vật Hiruko. May thay sức của ma sao đủ mạnh, cuối cùng đã đóng được cửa. May thay lúc này, chú cũng chạy lại, hai người nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nhưng Hiruko vẫn đuổi theo không rời, khiến hai người sợ tới mức hồn rời khỏi xác. Nào ngờ lúc này, chú đã lôi ra một bình thuốc trừ sâu, phun mạnh vào Hiruko. Kết quả ha ha ha, quả thực đã có tác dụng. Rất nhanh, hai người ma sao dựa vào thuốc trừ sâu, đã diệt được yêu quái trên đường đi. Cuối cùng tìm thấy hang động phong ấn Hiruko. Trong hang có một cái hồ lớn, vừa nhìn đã biết nó có tác dụng. Quả nhiên hai người đứng cạnh hồ phong ấn, tìm thấy chiếc vương miện mà thiếu niên năm đó đã phong ấn Hiruko. Nhưng vào lúc hai người đang nghiên cứu phải làm sao, thầy giáo mà Hiruko giết trước đó, cũng chính là bố của ma sao, nào ngờ đã xuất hiện. Hóa ra ông ấy chưa chết, mà đã cố giữ lại chút ý thức cuối cùng, tới nói với ma sao và chú, nhanh chóng chạy đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Lời vừa nói xong, ông cũng biến thành Hiruko, phi về phía hai người. Chỉ thấy chú lúc này, tay cầm thuốc trừ sâu, một tay cầm vũ khí, ra tay không chút lưu tình với con Hiruko đang lao tới. Nhưng hiển nhiên anh đã quên rằng, đây chính là hang ổ của Hiruko. Quả nhiên, những con Hiruko bị đánh thức, toàn bộ đã lao ra chiến đấu. Vào thời khắc nguy hiểm, ma sao và chú kịp thời nhảy qua cánh cửa đá sắp đóng lại. Nhưng vào lúc hai người tưởng rằng vừa thoát kiếp nạn, kết quả chú vừa quay người lại. Trời ơi, chỉ thấy Hiruko đang nằm sấp sau lưng anh. Nhìn thấy chú sắp sửa bị Hiruko đồng hóa, vào thời khắc nguy cấp, ma sao dứt khoát đội vương miện lên, miệng niệm câu chú Tagahigashi, theo câu niệm chú của ma sao. Nào ngờ trên người Hiruko bắt đầu nổi lửa, lập tức bị hút vào vực sâu của hang động. Cuối cùng ma sao đã được cứu. Cứ như vậy, sau khi trải qua một trận chiến sinh tử, hai người đi ra khỏi hang nhìn thế giới bên ngoài, cảm giác như đã một thế kỷ trôi qua. Bộ phim tới đây là kết thúc. Hiruko the Goblin là bộ phim Nhật Bản, phát hành năm 1991. Nói thật là khuôn mặt nham hiểm và đôi chân nhện này chắc chắn là bóng đen tâm lý của tuổi thơ. Nhưng phải nói thật là dùng thuốc trừ sâu để tiêu diệt Hiruko, ha ha, ma sao quả thực không nghĩ ra đó. Được đó, chào tạm biệt mọi người.